Thưa quý vị, cong vẹo cột sống là căn bệnh khá phổ biến hiện nay. Theo thống kê, số trẻ em bị cong vẹo cột sống chiếm từ 0,5 đến 1% dân số. Có đến 80-85% trường hợp bị cong vẹo cột sống không rõ nguyên nhân. Một số bệnh nhân bẩm sinh hoặc mắc bệnh khác liên quan tới thần kinh, cơ. Bên cạnh đó thì nhiều trường hợp khác bị cong vẹo cột sống do ngồi sai tư thế lâu ngày. Điều đáng nói là đây là căn bệnh nguy hiểm, nhưng không phải ai cũng biết. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã diễn biến nặng. Bố mẹ đi làm xa nhà, nên em bé này ở với ông bà từ khi còn nhỏ. Lúc 2 tuổi, phụ huynh mới phát hiện những biểu hiện bất thường ở con như vai bị lệch, ngực lõm. Những biến dạng của cơ thể, sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng khiến bố mẹ không khỏi lo lắng. Khi tới khoa phẫu thuật cột sống Bệnh viện Việt Đức thăm khám, cháu được chẩn đoán bị cong vẹo cột sống. Bé lúc đẻ ra thì vẫn thấy bình thường, xong rồi càng lớn càng thấy bị thế. Lúc đầu là cứ tưởng là cong cái lõm cái lồng ngực ấy, xong rồi đi khám các kiểu, xong rồi chụp ra là cong vẹo cột sống nữa. Còn đây là bệnh nhân 16 tuổi bị cong vẹo cột sống nặng. Từ khi 2 tuổi, sau một cơn sốt, cơ thể, sức khỏe của em không còn phát triển bình thường. Càng lớn, biến dạng về cột sống càng nặng nề. Không những vậy, một cơ thể không lành lặn đã khiến chàng trai gặp nhiều bất tiện, thiếu tự tin trong sinh hoạt, cuộc sống. Các bác sĩ cho biết, cột sống của bệnh nhân cong vẹo tới 120 độ, gây ra những rối loạn về thông phổi khí. Bệnh nhân sẽ phải thực hiện 2 ca phẫu thuật để khắc phục tình trạng. Đi nhiều sẽ mỏi, nhưng mà đứng nhiều cũng mỏi. Em chỉ mong muốn là khám bệnh của em nó bác sĩ khám cho khỏi. Các chuyên gia cho biết, cong vẹo cột sống là bệnh lý hay gặp ở tuổi thanh thiếu niên. Nguyên nhân gây bệnh có thể là do dị tật bẩm sinh của cột sống như tật nửa thân đốt sống, dính đốt sống, một số trường hợp vô căn, thường xuất hiện khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì. Các chuyên gia cho biết, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, cong vẹo cột sống có thể để lại những biến chứng, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của trẻ. Nhẹ là về phát triển của tâm sinh lý, nặng nề là những tác động tới cơ quan nội tạng. Một trong những cái biến chứng để lại cho các cháu mà vẹo cột sống mà bẩm sinh ấy, thì nếu mà để cái tình trạng vẹo cột sống mà nó tiến triển sớm mạnh vào cái giai đoạn từ 1 đến 5 tuổi đấy thì sau này làm cho cái sự phát triển phổi của con bị ảnh hưởng. Vẹo cột sống vô căn ấy, có ảnh hưởng đến tim phổi nhưng ở góc vẹo lớn. Chuyên gia khuyến cáo khi cha mẹ, người thân phát hiện những thay đổi bất thường trong hình dáng, cột sống của trẻ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ quan chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Một trong những cái mà dấu hiệu bố mẹ có thể nhận biết con cong vẹo cột sống là những cái dấu hiệu ví dụ như là thấy hai vai của con không cân đối với nhau. Một bên vai phải hoặc một bên vai trái thấp hơn bên còn lại. Hoặc là thấy cái phần xương bả vai ấy, nó gồ cao hơn so với bên đối diện. Khi các con bị vẹo cột sống này thì một bên, cái khoảng sáng này nó sẽ rõ hơn bên kia là dấu hiệu thứ ba. Dấu hiệu thứ tư nữa là có thể thấy là phần hông của các con ấy, một bên cao một bên thấp hơn bên còn lại. Khoảng 80-85% trẻ bị cong vẹo cột sống vô căn. Theo các chuyên gia y tế, thời gian vàng để điều trị hiệu quả căn bệnh này chính là trước khi bước vào giai đoạn dậy thì. Bên cạnh việc thay đổi những thói quen không tốt thì việc khám định kỳ cột sống 6-8 tháng một lần sẽ giúp cho việc phát hiện sớm những bất thường và có hướng điều trị phù hợp.